Chào quý vị, lâu lắm rồi Quốc Anh mới được gặp quý vị. Phải nói rằng là quý vị nhìn Quốc Anh bây giờ thấy da rẻ nó hồng hào lên, nhưng mà mấy tháng trước phải nói rằng chán lắm. Đặc biệt là sau cái tháng Tết, mình đi quay phim nhiều, rồi sinh hoạt, ăn uống các thứ cùng với đoàn phim nên sức khỏe nó xuống rõ rệt. Và tự dưng là thấy người nó ngứa ngáy, nó khó chịu và da nó khô ráp. Và đặc biệt là mắt nó có hơi cái màu vàng vàng. Cô Cành rất lo lắng về sức khỏe và đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là cậu bị triệu chứng là viêm gan A. Mà nó viêm gan A thì nó đến gan, cô Anh phải nói rằng cực kỳ lo lắng về sức khỏe của mình. Cái gan nó quan trọng cực kỳ. Là cũng rất may mắn cho cô Anh là gặp được ông bạn già nghệ sĩ Quang Tèo. Trước kia thì Quang Tèo, da Quang Tèo xấu lắm, toàn trêu bạn ấy là như da lúc nào cũng như quả bồ quân ấy. Nhưng không ngờ vừa rồi là nhìn thấy Quang Tèo thì trông cậu có sáng sủa hẳn lên, da rẻ hồng hào. Khi hỏi nó Quan Tèo thì Quan Tèo có nói rằng là bạn nên dùng cái glycophat này, nó sẽ cải thiện tới gan và sẽ hết cái chứng bệnh viêm gan A và viêm gan B. Và Quốc Anh thì cái tìm hiểu phải có thú thực với quý vị khán giả là Quốc Anh thì mình phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng, tìm hiểu làm sao cái sản phẩm nó xuất xứ như nào, mà đặc biệt cái thành phần của ra cái sản phẩm đấy nó ở cái nguyên vật liệu gì, đã phải Quốc Anh phải tìm hiểu rất kỹ càng và cũng phải rất kỹ tính để xem là cái sản phẩm đấy có được quyết định và giấy phép của Bộ Y tế hay không. Thì cái sản phẩm này đầy đủ tất cả mọi cái, có cả giấy phép của Bộ Y tế, và quan trọng nhất là Quốc Anh khi tìm hiểu rất kỹ và cũng đã sử dụng cái glycophat này. Họ bào chế từ những cái dược liệu rất quý trong dân gian của mình như là cà gai leo này, diệp hạ châu này, nhân trần này, tất cả những cái thứ đấy. Ngày xưa là bố mẹ mình là cứ mỗi lần khi mà phát hiện ra các con bị mắt nó hơi vàng vàng là toàn lấy cái cây cà gai leo này sắc lên cho các con uống. Thì cái này là cái cà gai leo nó sẽ là từ trước đến giờ đấy là một thảo dược cực kỳ quan trọng của Việt Nam. Riêng Việt Nam ta là dùng cái đấy để hạn chế những cái bệnh tình về gan. Thì cái sản phẩm này họ dùng ở cái công nghệ siêu nano mới. Họ bào chế ra cái thành cái viên sủi này. Mà nó nhắc đến siêu nano thì chắc là nó rất bé rồi. Nó bé rồi nó sẽ tác dụng cực kỳ nhanh tới cơ thể thì nó sẽ trị được các bệnh gan. Và rất may cho Quốc Anh gặp được Quang Tèo có máy cho Quốc Anh cái sản phẩm ở Glycophat này, thì Quốc Anh đã dùng và thấy gan mình cải thiện hẳn. Và quý vị, như quý vị đã xem, da rẻ hồng hào lên, và nói tóm lại nó không còn những cái triệu chứng như là mất ngủ và ăn nó mất ngon và là buồn nôn, những cái triệu chứng của gan nữa. Và nhờ có anh glycophat này mà cuộc sống phải nói rằng nó viên mãn hơn và nhiều cái niềm vui hơn và nhiều niềm vui hơn. Và riêng Quang Tèo thì có thú nhận một điều rằng là trước kia Quang Tèo là bị bệnh viêm gan B chứ không phải là viêm gan A như Quốc Anh đâu. Mà khi cậu dùng cái sản phẩm glycophat này thấy cậu cải thiện hẳn về sức khỏe, đặc biệt vấn đề sức khỏe của cậu khá lên và da rẻ hồng hào lên. Thì Quốc Anh cũng rất kỹ tính về cái sản phẩm này và Quốc Anh đã dùng cái glycophat này và lại thấy nó thực sự bổ ích cho chính bản thân sức khỏe của mình, và cái gan của bản thân mình nó đã cải thiện lên rất nhiều. Thì Quốc Anh muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị biết, vì phải nói rằng là trong cơ thể mình cái gan cực kỳ quan trọng. Nếu như mà mình bị biết phát hiện ra cái bệnh của mình nó bị viêm gan A, nó bị chớm viêm gan A, chớm viêm gan B mà mình không nhanh chóng mình sửa, không nhanh chóng mình đi bác sĩ mình chữa và không nhanh chóng mình dùng những cái sản phẩm nào sẽ có lợi cho gan để mình chữa, thì chắc chắn rằng nó sẽ trở thành những cái như là nó bệnh tình nó nặng hơn, ví dụ như là ung thư gan rồi là viêm rồi xơ gan, những cái đấy này nó cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe. Chính vì vậy cô anh muốn chia sẻ cho quý vị cái sản phẩm Glycophat này để quý vị dùng. Và nó sẽ cải thiện những người nào mà chớm bị gan A và B thì phải dùng cái sản phẩm này chắc chắn một thời gian, còn từ 1 đến 2 tháng nó sẽ cải thiện vấn đề gan của mình và vấn gan của mình sẽ trở lại bình thường. Và đặc biệt những quý vị như mà cánh mày râu chúng ta hay đi uống rượu hoặc những cái cuộc về nhậu nhẹt không thể nào dừng được thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến gan, và đã ảnh hưởng đến gan thì chắc chắn là sức khỏe nó sẽ không được tốt lắm. Khi mình dùng cái glycophat này mình có thể dùng như là nước giải khát hàng ngày thôi. Dùng cái sản phẩm glycophat này nó rất công dụng và đặc biệt là cực kỳ tiện lợi cho mình dùng. Đấy quý vị,
Chị lấy một viên ra thảo vào nước. Viên sủi glycophat phải khẳng định rất tiện dụng. Mình có thể mình pha vào uống như nước uống hàng ngày, uống như giải khát hàng ngày. Quốc Anh đã dùng 6 tháng và khẳng định một điều rằng là nó cải thiện rất nhiều cho gan. Rất ngon, mùi thơm nhẹ, hương vị rất dễ uống. Chúc quý vị và đại gia đình các quý vị trong cuộc sống hàng ngày, đại gia đình quý vị tràn đầy những niềm vui và sức khỏe viên mãn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.